Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con M84D. Như vậy, 84D. Con này quá đẹp quý vị, xuất sắc luôn ha. Hai hồi gỗ bóng piano. Phết, đánh phết. Rất đẹp quý vị. Con này quá đẹp. Trên chỗ này cái dấu này là gì, cái dấu mà giống như là dán băng keo gì đó quý vị ha, dán lọt lên phía sau, quá đẹp quý vị ha. Ốc còn bàn chế có ốc nè, ốc đồng bàn chế luôn. 84D công suất là 320W. Đấy. Quá đẹp quý vị. Em tháo cái gỗ ra cho quý vị xem ha. Sử dụng toàn ốc đồng không ha, ốc zin từng con ốc luôn. Ốc đồng hết. Đồng hết nha. Quá đẹp. Đồng chống nhiễu nha. Đồng chống nhiễu.